Xin chào các bạn, tôi tên là Phạm Thị Liên, hiện nay tôi 37 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây tôi là một thẩm phán ở Tòa án Nhân dân quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thấy đấy là một công chức nhà nước. Tôi làm công tác ở tòa án 12 năm với mức lương là vào năm thứ 12 là khoảng 7 triệu một tháng. Thì các bạn biết rồi, ở trong nhà nước thì cái lương nó được hưởng theo thang bậc lương và cứ 3 năm thì mới được tăng một lần. Mỗi lần tăng thì khoảng 400.000 gì đấy. Thì cái mức lương nó không có đáp ứng được cái điều kiện sống, trong khi là con cái của mình thì ngày càng lớn lên và cần chi phí học hành nhiều hơn, trong khi thì thời giá thì ngày càng đắt đỏ. Và cũng như các bạn là công chức thì tôi cũng đi làm quần quật, một tuần là 8 giờ mỗi ngày và một tuần làm 6 ngày một tuần á. Thì công việc thì gò bó thời gian và dường như là áp lực công việc nhiều, khiến cho là một đó là chúng tôi là tóc bạc sớm này, hai á là chúng tôi thường hay là bị đau đầu nhiều và bị rối loạn tiền đình, mất ngủ. Cho nên là dường như đó là cái bệnh thường gặp ở công chức nhà nước và đặc biệt ở trong ngành tòa án bạn sẽ thấy nhiều hơn như vậy. Và khi biết được đến công việc kinh doanh online cùng DBS Oriflame á, thì tôi đã tìm hiểu và tôi được biết được là công việc này á, là kinh doanh online và bạn chỉ cần có mạng internet thì bạn có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu và có nhiều thời gian hơn bên cạnh con cái. Thì bạn cứ soi nha, làm ở trong nhà nước á, thì mọi cái hoạt động của bạn luôn luôn bị theo dõi và giám sát bởi mọi người, và kết quả công việc của bạn á, là do lá phiếu tín nhiệm quyết định sau một năm. Và cái tinh thần và cái tâm trạng của sếp bạn của một ngày á, như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả làm việc của bạn. Còn cái phong cách ăn mặc này kia của bạn cũng bị quản lý luôn. Còn như công việc kinh doanh online thì bạn được tự do thời gian hơn này, bạn có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu này, và điển hình là bạn muốn ăn mặc như thế nào cũng không ai có ý kiến gì hết. Bạn được quyền làm đẹp, bạn được quyền mọi cái như mà bạn muốn đấy. Và có một điểm đặc biệt mình rất thích ở trong công việc này, có nghĩa là cái kết quả công việc của bạn nó là do chính bạn quyết định, không phải một cái lá phiếu của ai quyết định hết. Và khi lá phiếu của mọi người quyết định thì nó không dựa trên cái kết quả thực tế mà bạn đã làm đấy. Thì tìm hiểu công việc này thấy mình có nhiều thời gian hơn với con, thấy mình được tự do hơn, thì lúc đó tôi bắt đầu tập trung kinh doanh cùng DBS. Sau 6 tháng kinh doanh với phương pháp mà DBS Oriflame mà ta hướng dẫn cho mình á, thì hiện nay tôi đã có mức thu nhập là 20 triệu một tháng và tôi được đi du lịch miễn phí luôn. Cho nên là nếu như các bạn muốn được như tôi, muốn được làm một công việc tự do hơn về thời gian và đạt cái mức thu nhập mà bạn mong muốn và được đi du lịch miễn phí, thì hãy tham gia ngay cùng với DBS để được hướng dẫn công việc và được kiếm tiền ngay nhé.